Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, theo dự báo thì trong 3 ngày tới, khối không khí lạnh ở miền Bắc sẽ suy yếu hẳn, thay vào đó là hoạt động mạnh mẽ của vùng áp nóng phía Tây phát triển mở rộng sang. Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ tăng dần trong 3 ngày tới. Đặc biệt là tới ngày 19 và 20 tháng 4 tới đây, chúng ta sẽ phải đối phó với một đợt nắng nóng diện rộng. Các tỉnh Tây Bắc Bộ có nhiệt độ dao động trong ngưỡng 35 đến 37 độ C, có nơi sẽ là 38 độ. Còn khu vực Trung Bộ nhiệt độ sẽ phổ biến là khoảng 36 cho đến 38 độ C, vùng núi có thể đạt từ 39 đến 40 độ. Tại Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Du miền Bắc thì nhiệt độ từ 33 cho đến 35 độ. Mưa rào và dông sẽ xuất hiện một vài nơi vào chiều tối, thế nhưng lượng mưa không lớn. Đáng chú ý là thời điểm hoạt động mạnh của vùng áp thấp phía Tây thì gió ở trên vịnh Bắc Bộ sẽ chuyển hướng Nam từ ngày mai với tốc độ tăng dần lên cấp 5, cấp 6 biển động. Bà con đánh bắt hải sản trên biển cần phải hết sức thận trọng trong thời kỳ này. Trên khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ ít thay đổi, buổi chiều vẫn có mưa rào và dông vài nơi nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh trong cơn mưa dông. Đối với các tỉnh Nam Bộ, trong 3 ngày tới, nắng nóng diện rộng ở cả các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, miền Đông có nơi tới 37 độ. Thời tiết chuyển nắng nóng với nhiệt độ cao nên bà con cần phải hết sức lưu ý đến việc chăm sóc cho gia súc gia cầm để tránh phát sinh dịch bệnh với các biện pháp như sau. Bà con cần phải chú ý vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tăng cường các loại nước uống, vitamin và điện giải trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Bên cạnh đó cũng cần phải làm mát chuồng trại bằng cách trồng thêm cây xanh xung quanh khu vực chăn nuôi, lợp thêm mái lá hoặc là lắp đặt các thiết bị như là quạt thông gió hay hệ thống phun sương làm mát. Và cuối cùng như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết tại các vùng trên cả nước trong 3 ngày tới. Mời quý vị cùng theo dõi.